Hello, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nhé. Scary Teacher 3D. Phần này thì mình sẽ chơi Saber Tooth. Rush Attacks. Mình sẽ chôn vào tay, mình sẽ bắt chuột và chôn vào tay. Rats! Stay away from my delicious cake! I really am the best chef in the world. My cake! My precious cake! Ok, và bây giờ mình sẽ sang cái thứ hai. Hello, Light Ball. Ok, ở phần này thì mình sẽ chơi ACT-CT2. What?
Ok, và bây giờ mình sẽ sang game thứ ba, Ben 10. Bây giờ mình sẽ sang game thứ tư. Thank you.
và bây giờ mình sẽ sang game thứ 5, Badland 2. Rồi và bây giờ mình sẽ sang game tiếp theo. New game. Monday Slippery. Đây là một tựa game mà mình coi cái con này thì mình ví nó như kiểu một con hổ, hoặc là một con cáo gì đó. Nó nhìn nó giống con hay là một con gấu. Rất là nguy hiểm. Tầm 3 giờ là sẽ còn có con đấy xuất hiện các bạn. Nên các bạn ví dụ nó xuất hiện thì các bạn đóng cửa nhanh. Nếu không các bạn sẽ hy sinh. Ở game này cách chơi nó cũng đơn giản vậy thôi. Và các bạn tìm 4 hướng thôi. Đó, tiếng chó sủa nó bắt đầu chuẩn bị nó vào rồi. Mình giữ về tầm đến mấy giờ?
chưa bị. Wow. Đó thì các bạn cứ làm được càng nhiều thời gian thì càng tốt. Ok, đó là cách chơi game này. Mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Bây giờ mình sẽ sang game cuối cùng, Into the High. Game này thì các bạn chơi rồi nâng cấp. Mình mới nâng cấp được một số bộ phận. Đường đi thì cũng hơi ngắn. Tiếp làm cái này đi. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.